Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình hướng dẫn các bạn móc cái phần qua gian A rồi. Ở đây ký hiệu của gian A nè. Tổng cộng là cái phần ở đây là mình hướng dẫn size S, M. Thì các bạn sẽ lên cho mình là 3 hàng qua gian A, đi quanh là 8, qua gian là 24. Và thêm ở đây là tổng cộng là thêm 12 cái 2, 4, 6. Thêm 2 hàng này là 12 bông nữa, là 24 với 12 là 36 bông A. Và cái đó là các bạn sẽ thêm cho mình ở đây, cái này với cái này là một bông hoa A nè. Này với này là một hoa, là tổng cộng là 28 bông hoa A. Nè. Không nè. Mình có tính rồi nè, tổng cộng là 36 cái bông hoa. Đó, chữ A và cộng thêm hai cái này nữa là ra là 38 bông hoa A. Ở đây cái sơ đồ này các bạn chụp lại cho mình nha, để các bạn sẽ móc theo cái size nó và các bạn gáp theo cái hướng dẫn này. Mình sẽ không hướng dẫn cụ thể, mình sẽ gáp sẵn 3 hàng ở phía dưới đây trước và mình sẽ bắt đầu hướng dẫn tiếp cái từ cái hàng này đi lên ở phần video 2 này. Cụ thể là mình sẽ hướng dẫn phần qua gian B, còn cái phần qua gian A thì mình sẽ móc một hoặc hai qua gian nữa thôi, rồi mình sẽ móc lên, mình sẽ móc tương tự tới cái hàng này luôn. Ở phần này nè các bạn nhìn thấy không, từ đây xuống tới dưới đây khoảng nửa qua gian A của cái hàng số 4 này nè là cái phần nách, để cho nó có chiều rộng á. Ở đây mình sẽ không nói lại mà các bạn sẽ móc đi thẳng lên, còn cái đường này các bạn sẽ chừa ra cho mình đó để làm cái phần nách. Ở đây là phần sơ đồ của size S và M, còn mình cũng có vẽ một cái tương tự của size L á, hoặc XL á, tùy người mặn rộng gái. Ở đây là cái size sơ đồ của cái size L nè, các bạn nhớ chụp lại nha. Đối với size L thì mình sẽ thêm một cái hàng ở đây nè, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình sẽ thêm hàng số 3 và hàng số 8 vô là ở đây nè. Ở đó các bạn sẽ thêm cái hàng này vô, tổng cộng đi lên các bạn ở đây sẽ lên cho mình là 4 hàng. Ở phần quay cái size kia thì các bạn sẽ lên 3 hàng hoặc 4 hàng tùy các bạn thích dài hay là ngắn. Còn ở đây là mình sẽ lên 4 hàng và cái hàng thứ 5 là cái hàng có gắn qua gian B. Kế tiếp là hàng thứ 6. Nè, mà để mình ghi bên đây nè. 1 2 3 4 5 6 7. Hàng thứ 6 các bạn sẽ móc cái phần qua gian A ở hàng thứ 2 và cái hàng thứ 9. Hàng thứ 3 các bạn sẽ bỏ không móc, và các bạn sẽ móc tới hàng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Hàng thứ 8 các bạn sẽ bỏ không móc. Ở đây các bạn sẽ móc hai cái đầu này là một qua gian A để nối lại với nhau. Và cái vòng tròn này là cái vòng nách của phần cái áo size L nè, vòng nách. Nên ở đây là các bạn sẽ không nối, các bạn sẽ cách nhau bởi một cái qua gian A như thế này để cho nó rộng cái phần nách ra. Các bạn nhớ chụp lại nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô video hướng dẫn cái phần móc qua gian B và mình gáp vô trong cái áo. Ở đây mình đã móc tổng cộng là lên là 3 hàng nè, nhưng mà mình có chừa lại một cái phần qua gian ở đây để mình hướng dẫn các bạn. Cho những các bạn nào mà chưa từng mà gáp qua gian lại với nhau á, thì mình sẽ hướng dẫn gáp từ cái đường này và đi qua đường này một lần duy nhất nha. Bây giờ mình đã có móc sẵn như thế này rồi nè, mình móc sẵn lên cái hàng cuối cùng rồi. Và mình cũng đã móc sẵn một cái cánh qua như thế này. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình là hai mũi bính. Sau đó các bạn, để mình quay ngược cái phần này lại để các bạn mới, mình để như vậy nè. Để mình móc vô, tại vì mặt phải như thế này, cái mặt phải của mình cũng như vậy, để mình khâu vô cho nó dễ. Ở đây hai mũi bính, sau đó các bạn sẽ khâu vô cái đầu này. Nhớ là mặt phải úp mặt trái úp vô mặt trái nha. Sau đó lên hai mũi bính cho mình. Tiếp theo là móc 3 mũi kép đôi chụm đầu vô đây. Như thế này. Sau đó các bạn lên hai mũi bính cho mình, móc xuống cái cạnh bên đây, nhớ là đâm ở phía sau mặt trái nè, đâm lên phía trước một mũi đơn, lên hai mũi bính, móc qua cạnh bên đây một mũi đơn,
lên 2 bánh. Tiếp tục móc cạnh kế tiếp là một mũi đơn. 2 mũi bánh. Tiếp tục quay ngược bên đây một mũi đơn. 2 mũi bánh. Ở đây tại vì mình chưa có dấu sợi này nên nó còn nè. Đó, ở đây cái cạnh nè, cái cạnh mà có hoa văn cánh hoa nè, các bạn móc ở đây một mũi đơn. Tức nghĩa là các bạn sẽ lên 2 mũi bánh và các bạn nhớ là tới cái cạnh này thì qua bên đây các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép đôi chùm đầu. Như thế này. Sau đó lên 2 mũi bánh và ở ngay cái góc nè, góc giữa của cái này nè, các bạn thấy không? Các bạn sẽ đâm vô chính giữa của cái góc này nè. Một mũi giờ cho mình. Một mũi giờ. Sau đó lên 2 mũi bánh và các bạn móc tiếp tục cho mình 3 mũi kép đôi chụm đầu. Như thế này, lên tiếp tục 2 bánh và quay tới cái mặt bên đây nè. Hồi nãy mình đã nối xong cái phần bên đây, bây giờ các bạn sẽ nối tiếp tục cái phần bên đây, nối qua cái cạnh bên này một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ lên 2 mũi bánh tương tự như nãy giờ thôi, cứ 2 bánh một đơn. Sợi khác nó hơi bị dướng. Qua bên đây các bạn móc cho đây một mũi đơn, tiếp tục lên 2 mũi bánh, qua đây móc một mũi đơn, 2 bánh, móc cái cạnh cuối cùng này nè, một mũi đơn, 2 mũi bánh. Sau đó các bạn sẽ móc cái cạnh bên đây cho mình 3 mũi kép đôi chụm đầu. Tiếp tục lên 2 mũi bánh và qua đây các bạn móc mũi đơn cho mình, lên 2 bánh, tiếp tục móc cái cạnh cuối cùng là 3 mũi kép đôi chụm đầu cho mình. Như thế này các bạn lên ở đây nè, các mình đã nối xong hai cái phần góc vuông rồi đó, không? Bây giờ mình sẽ móc bình thường lại. Các bạn lên cho mình 5 mũi bánh và móc qua bên đây một mũi đơn, tiếp tục 5 mũi bánh, móc xuống đây một mũi đơn, lên 5 mũi bánh. Ở đây mình đã dư ra một cạnh nè, bây giờ các bạn sẽ móc cạnh kế tiếp là 3 mũi kép chụm đầu cho mình. Sau đó là 5 mũi bánh. Tiếp tục là 3 mũi kép chụm đầu. 3 mũi kép đôi á nha. Đây, cái đường mũi kép đi lên nè các bạn thấy không? Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình lên 5 mũi bánh. Và sau đó các bạn sẽ bắt một mũi giờ ở đầu mũi kép nè. Một mũi giờ. Sau đó là lên cho mình 2 mũi bánh và kéo sợi. Ở đây các bạn sẽ cắt bỏ cái phần sợi này, để một hồi mình giấu sợi sau nha. Ở đây mình sẽ không giấu sợi luôn, nhưng mà lên 2 mũi bánh này để cho nó chặt nè. Bây giờ các bạn sẽ rút chặt vô cho nó đừng có bị giục cái mối. Như vậy là mình đã xong 3 hàng rồi nè. 3 hàng phía dưới. Có nghĩa là theo cái sơ đồ ở đây mình hướng dẫn các bạn là mình sẽ hướng dẫn cái size SM nha. Đây mình đã lên được 3 hàng này rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cái phần hoa văn B này. Bây giờ mình sẽ dùng sợi, mình chuẩn bị sợi nha. Các bạn đợi chút xíu.
các bạn sẽ móc cũng lên tương tự móc cho mình là 6 mũi bính như ở phần qua giăng e. Bị mờ. 1 2 3 4 5 6. Sau đó móc một mũi giờ ở cái mũi đầu tiên cho mình. Sau đó các bạn làm một bính và các bạn móc vô cái vòng tròn này cho mình là 7 mũi đơn, một mũi nè. 2 3 4 5 6 7 mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi bính. Quay mặt lại, các bạn móc vô ngay chân lên bính cho mình là 2 mũi kép đôi chụm đầu như thế này, là tạo thành 3 mũi kép đôi chụm đầu tại vì có cái mũi bính nữa. Tiếp tục các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi bính. Tương tự như ở phần qua giăng A, các bạn sẽ móc hết 7 cái chân mũi, 7 chân mũi đơn này thành 7 cái cánh hoa cho mình. Mỗi cánh hoa là 3 mũi kép đôi chụm đầu. Đây mình được 2, 4, 6 rồi nè. Giờ các bạn lên tiếp tục 5 mũi bính cho mình và móc cái cánh hoa cuối cùng cho mình bằng 3 mũi kép đôi chụm đầu. Như thế này. Đó, mình đã xong cái phần này nè. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình 5 mũi bính. Quay ngược lại, các bạn sẽ móc vô đây cho mình một mũi đơn nè. Lên 5 mũi bính. Các bạn móc cạnh kế bên một mũi đơn. Các bạn sẽ móc tới hết cuối hàng cho mình luôn. Đây là cạnh cuối cùng nè. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi bính và các bạn sẽ móc một mũi kép vô cái chân bông hoa này. Như thế này. Ở đây các bạn sẽ lên cho mình tổng cộng là 7 mũi bính. Và bây giờ mình sẽ gáp phần qua giăng B vô luôn nha. Này, cái phần hồi nãy của mình nè. Bây giờ mình sẽ gáp vô cái cạnh này. Là tức nghĩa là cái góc này nè. Đó, mình sẽ gáp vô đây một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ lên 2 mũi bính cho mình. Quay mặt cái này lại thành mặt phải nè. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép đôi chụm đầu vô trong cái cạnh đầu tiên. Như thế này.
sau đó lên 2 mũi bính. Các bạn sẽ móc qua bên đây một mũi đơn cho mình. Tương tự 2 bính, móc ngược lại bên đây một mũi đơn. 2 bính, móc bên đây một mũi đơn. Này, tới cái cạnh này nữa nè, thấy không? Các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính và quay qua bên đây. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép đôi chụm đầu. Như thế này. Sau đó lên 2 mũi bính. Và ở đây nè, để mình đẩy xuống cho các bạn xem nha. Nó sẽ đường đi xéo lên, tức nghĩa là cái góc này các bạn sẽ ấy vô cái góc này. Các bạn sẽ bắt một mũi giờ cho mình để chính giữa cái mũi nối này. Sau đó lên 2 mũi bính và quay ngược lại cái phần quay văn mình đang móc, móc cho mình 3 mũi kép đôi chụm đầu. Như thế này. Sau đó lên 2 mũi bính. Móc qua đây. À không không, ở đây là các bạn lên 5 mũi bính luôn nha. Các bạn móc lên cạnh bên đây cho mình. Một mũi đơn. Lên 5 mũi bính. Tiếp tục móc cái cạnh này cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình là tổng cộng là 5 mũi bính. Móc vô cái cạnh hiện tại, cạnh cuối cùng nè. 3 mũi kép đôi chụm đầu. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 7 mũi bính. Không, ở đây 2 mũi bính nè. Các bạn móc thêm 2 mũi là tổng cộng là 9 mũi bính đó. Và các bạn sẽ móc một mũi giờ xuống chân bính thứ 3 phía dưới đây. Một mũi giờ. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính và các bạn sẽ cắt sợi. Rồi các bạn sẽ rút sợi vô nè cho chiếc cứng nè.